Chào anh em, cảm ơn anh đang quay với chuyên mục review sản phẩm. Đây là video sản phẩm đầu tiên của Lâm Tân Sửu. Em giới thiệu lại một sản phẩm rất quen thuộc là dòng máy rửa bát thương hiệu Palasonic. Thì đầu năm nay em về được tầm 15 em, gồm những em đời TR5 và TR6. Thì dòng này thì rất nhiều anh em đã ủng hộ em trong thời gian giáp Tết về rồi. Thì đời em về thì giá cả nó có tăng nhẹ một chút, do quá trình vận chuyển lên dài các thứ mọi thứ lên đều tăng. Em giới thiệu nhanh dòng sản phẩm này cho anh em nào mà chưa trải nghiệm có thể trải nghiệm qua, để kết hợp với cái các sản phẩm đồ dụng khác trong gia đình bếp của mình. Ok, thì thương hiệu Palasonic này, model TR6. Thì trong các dòng rửa bát từ có từ TR1 đến TR7 TR8, cao nhất giờ TR9, thì kiểu dáng chung hoàn toàn giống nhau thôi. Bố trí mặt trước đây là bằng nhựa anh em nhé. Đây là meca, đây là phím điều khiển. Con từ TR5 trở xuống thì cái chỗ này nó lại màu trắng, còn TR6, TR7, TR6 thì màu đen, hơi khác một chút thôi. Còn về tổng quát giống hệt nhau, mặt trước thì là nhựa APS này, đây meca này, phía trên cũng là nhựa nhá. Đấy, vì những cái dòng này bằng nhựa thì nó ít khi bị hiện tượng bóp méo lắm. Những cái dòng trước là dòng Lationa như la kính ấy, thì xung quanh này nó bằng mặt trước mặt sau nó bằng inox thì nó hay bị vận chuyển, bởi vì cái dòng này rất nặng, khoảng tầm 15 kg cơ, nên vận chuyển rất không thể tránh khỏi cái sự bom mép luôn. Còn hai bên sườn của máy thì là bằng thép được chân tiết điện màu trắng nhá, thì tất nhiên đều những cái móp nhẹ này không tránh khỏi được vì rất nặng nha. Cái này thông số đời 2013 này, màu đen đây, công suất đây 1100W. Model TR6, đây là bằng thép sườn tĩnh điện luôn. Đấy. Tất cả các dòng Palasonic thì đều có cái cấu hình chung, thiết kế đều giống nhau. Đấy, giống hệt nhau này, chỉ khác là cái đời thôi, còn về chức năng hoạt động các thứ đều giống nhau. Đây biển sườn cho anh em này. Đấy, thì nói chung là có những con thì đẹp, có những con thì móc nặng móc nhẹ, con nào cũng đều móc này không tránh khỏi được. Vì cái là cái không thể không móc, bởi vì nó rất là nặng, anh em vận chuyển đi rất là khó khăn nhá. B khó này là khi vận chuyển từ bên Nhật về thì nó không tránh va chạm được, thì anh em thông cảm. Nhưng mình sẽ lựa chọn những cây em tương đối đẹp, khoảng tầm như này, khoảng tầm 90% đấy, trên dưới này. Thế và đặc biệt anh em lưu ý luôn, thì dòng rửa bát anh em nên ý về phía bên trong là cái quan trọng quyết định cái chất lượng của máy rửa bát. Đầu tiên anh em mình để ý cho mình các cái răng cao su ở đây nhá, nó không bị tượng mục và oxy hóa. Nó có thể có màu vàng không sao, vì vàng khi tiếp xúc nước nhiều nó bị ngả màu thôi, nó không bị mục, anh em cấu cho mình đấy, không biến tượng mốn ra nào. Ok, cái răng này nó sẽ đảm bảo cho cái nước của bạn không bị dò ra ngoài nhá, gây rất là không đẹp thẩm mỹ. Và các răng xung quanh viền đây anh em nhìn đấy, trực rất loan và xanh luôn, đẹp luôn nhá. Thì con nào hình thức đẹp thì giá nó cao một chút, còn anh em quan trọng ý cho mình cái bên trong thôi. Còn bên ngoài thì có con xấu con đẹp, thì con đẹp đã mở con một chút cho nhau vài trăm nghìn. Còn anh em nào đi bên trong cho mình nó cứ đẹp này là ok. Thứ hai là các cái chất nhựa ở đây nó không bị hiện tượng mùi mốn nhá. Đấy. Bên mình bán thì có kèm cả dây để nước vào đầu vào đầu ra để anh em lắp đặt thi công luôn. Máy trang bị gồm 3 tay quay đây. Mỗi tay quay thì gồm nhiều các mắt nước, mỗi con nước có một cái góc cạnh khác nhau. Đây đây, trên đây nữa này, và những chỗ này nữa rất là nhiều để đảm bảo. Ok, còn đây là cái máy xoa, nó sẽ hâm nước để đun nước. Thì máy hoàn toàn sử dụng hoàn toàn bằng nước sôi 80 độ để rửa nhé, không dùng bất kỳ chất hóa học nào. Và anh em muốn cho thêm bát của mình có mùi thơm và sáng bóng thì các bạn mua siêu đình cái muối rửa bát phi sinh ấy, các bạn mua Shopee, Lada để có bạn cho đây. Đấy. Đây là tầng trên, đây tay quay này cũng nhiều bát nước rất đẹp nhá. Đấy. Tất cả sản phẩm mình đều vệ sinh sạch sẽ rồi, anh em về việc sử dụng luôn. Cách thức các bạn cho bát cho mình thì các bạn lưu ý là tất cả các cái đồ ăn thức uống khi các bạn đã ăn thì các bạn nên bỏ các thức ăn thừa ra. Đấy, bởi vì là nếu các bạn để trong đây, nhất là nó gây cản cái đường nước, và thứ hai là khi nó đọng vào đây nhiều thì nó gây cho tắc đường nước và nó sẽ gây không tốt cho mùi. Thì bạn đỡ bỏ ra đây, cái hốt rác bạn em bỏ ra nhé, các bạn bỏ ăn thừa các bạn xếp đây. Thì cách xếp các bạn lưu ý cho mình thì các bạn lên để bát đây, vị trí để bát này. Đấy. Còn để bát ngang ra, đừng để cái đít bát nó ngở lên trên thì nó sẽ thành tượng đóng nước, nó không khô được bát anh em nhé. Đây đây, bây giờ bạn để cái đĩa
đĩa nhỏ. Đây được 6 cái bát này, đây các bạn để các đũa, thìa, dĩa, đây đĩa to, được 6 đĩa to nữa. Trên đây cũng thế, bạn có thể để bát ở đây, được 12 cái bát nữa, hoặc các bạn để đĩa. Đây để cốc chén nhỏ, các cái đũa dài hoặc để ngang này. Nhưng các bạn sao cứ siết nó chứa được nhiều nhất sản phẩm mình là ok. Với cái khoảng không gian này thì vợ anh em có thể sử dụng mà 6-8 ngang, tương đương một mâm là anh em ok nhé. Đây hoàn toàn tổng quan về cái dòng máy rửa bát này. Cách sử dụng đơn giản thôi, tất cả dòng Palaolic giống giống nhau. Đây là nút bật này. Đấy. Đây chế độ menu. Để ý mình đây là đèn tiến trình này, đây là đèn nó sẽ hâm nước và tạo khói, đèn rửa, đèn tráng, đèn sấy. Còn đây là menu thì các bạn để trên chế độ tiêu chuẩn đây. Đấy. Và nhiệt độ 80 C các bạn nhảy lên thay đổi được. Các bạn chỉ để cho mình chế độ tiêu chuẩn thôi. Đấy và 8 độ C. Đấy. Còn chế độ thứ hai là chế độ sấy. Đây là đèn sấy, nó chỉ sáng mỗi đèn sấy thôi. Đấy. Sau khi chọn thời gian sấy bao nhiêu là gì mình chọn tiêu chuẩn cho mọi người nhé. Đây, chuẩn tiêu chuẩn 80 độ C. Thời gian sấy thì sấy 30 phút, còn muốn các bạn là sau khi sấy xong máy vẫn hâm khô bát thì các bạn chọn chế độ này. Nếu không các bạn mà sấy khi sấy xong mở lắp ra thì bạn tắt chế độ đi, tôn điện. Đấy, chỉ để mỗi chế độ 30 này thôi. Đấy, thì khi bạn sấy xong bạn mở bát ra để nó không bị hơi nước động ở trong bát đi bát của mình. Sau nút rửa. Đây, máy tự động bơm nước hoạt động thôi. Trong trung bình một chu trình nó khoảng tầm 11 lít nước, thời gian khoảng tầm tùy theo từ 60 đến 80 phút anh em nhé. Ok, xin chào mọi người các video sau.